Hey, xin chào các bạn đã đến với Jim Tarot. Thì chủ đề của trại bài này là họ nói gì về bạn với người khác. Và ở đây mình có 3 tụ bài theo thứ tự từ trái sang phải, là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn cảm thấy thích hoặc là bị thu hút. Mình sẽ trải bài sau vài giây. Mốc thời gian của các tụ bài thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn có thể bấm vào đó để đến với tụ bài của các bạn nhanh hơn. Và nếu như các bạn có những chủ đề hoặc là những đóng góp ý kiến cho kênh thì các bạn cứ để lại phần bình luận. Đa phần thì mình sẽ đọc hết và mình cũng rất là cảm ơn mọi người đã góp ý để mình có thể cải thiện và làm phát triển kênh hơn. Và điều cuối cùng là vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Xin chào các bạn, chọn tụ số 1, chọn lá bài mình để bên góc phải ở trên nha. Và mình xin đến với phần trả bài của các bạn luôn. Điều đầu tiên mình thấy năng lượng của tụ bài này sẽ dành cho các bạn có mối quan hệ đã ngắt kết nối hoặc là đã chia tay, đã chia xa. Thì người này kể với những người xung quanh là bạn đã thay đổi, bạn đã tự yêu thương bản thân của bạn và bạn đã rời đi, bạn đã bắt đầu tập trung lại vào bản thân, có những sự lựa chọn khác xung quanh bạn. Họ kể nhiều là cái cảm nhận của họ về bạn của hiện tại so với trước đây, thì họ cảm thấy bạn gần như là đã quên họ, đã move on, đã bắt đầu tập trung lại vào bản thân, tìm hiểu, học hỏi thêm những điều mới, những sở thích mới của bản thân. Và cái điều này khiến cho bạn khá là thu hút. Nhưng mà người này cũng không hẳn là tiếc, nhưng mà họ cảm thấy là bạn đã thay đổi. Và họ kể với người khác là như vậy. Hai, xin chào các bạn, chọn tụ số 2, chọn lá bài mình để ở trên góc phải nha. Và mình xin đến với phần trải bài của các bạn luôn nha. Điều đầu tiên mà người này kể về bạn cho người khác nghe thì họ nói là bạn là một con người rất là thú vị. Kiểu bạn có thể trẻ con nhưng mà bạn cũng có mặt trưởng thành. Bạn có mặt rất là vui vẻ với mọi người, rất là hòa nhã, hòa đồng với mọi người. Nhưng vẫn có một phần nào đó bạn rất là riêng tư, bạn rất là giữ cho riêng mình và không muốn ai xen vào những khi mà bạn muốn ở một mình, bạn muốn giống như là cần thời gian để có thể kiểm soát cảm xúc bản thân hoặc là làm những cái việc mà bản thân muốn. Ngoài ra họ còn kể là bạn là một người có cái tôi rất là cao. Mặc dù là khi mà bạn thích một cái gì đó, bạn sẽ cố gắng để đạt được nó, nhưng mà trong một vài trường hợp thì bạn lại không muốn chủ động, hoặc là khi mà bạn chủ động thì bạn đã phải suy nghĩ và tính là cái xác suất thành công là bao nhiêu thì bạn mới chủ động. Và một điều cuối cùng là mặc dù là người này có muốn tìm hiểu, có tò mò về cuộc sống của bạn, nhưng mà người này không có quá nhiều thông tin và không có quá nhiều cái công cụ để họ có thể tìm hiểu về bạn, nên là họ cứ chiêu chiêu thôi, kiểu như là họ không có quá tò mò nhưng mà họ vẫn muốn tìm hiểu ở cái mức là giống như là thấy bạn hơi khác lạ với những người mà họ từng biết, nên là họ tò mò thôi. Xin chào các bạn, chọn tụ số 3, chọn lá bài mình để ở trên góc bên phải nha. Và mình xin đến với phần trải bài của các bạn luôn nha. Điều đầu tiên mình thấy là người này kể với những người xung quanh của họ về bạn là bạn khiến cho họ cảm thấy là hơi bị bất an. Kiểu ở bên bạn thì cảm thấy bình yên, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy có cảm xúc, nhưng mà vì có cảm xúc quá nhiều
nên là sẽ dễ gây ra cho họ nhiều tổn thương, và họ không có thể tập trung vào công việc, vào sự nghiệp của họ, vào những cái công việc khác trong cuộc sống. Họ cứ tập trung vào cái tình cảm này, kiểu người này bị cái cảm xúc chi phối khá là nhiều. Họ kể với mọi người là ở bên bạn rất là vui, kiểu cảm nhận cảm xúc của họ cũng tràn đầy luôn. Nhưng mà họ chỉ đang sợ là khi mà ở bên một cái mối quan hệ mà cảm xúc nhiều như thế, nếu như lỡ một ngày nào đó có những mâu thuẫn, những cãi vã, thì họ sẽ bị rơi vào cái trạng thái là vì cảm xúc này, vì cái mối quan hệ này mà bỏ lỡ đi công việc, hoặc là không thể nào tập trung vào công việc. Nên là cái điều này là cái điều mà họ lo lắng và cũng khá là sợ hãi, đang tự giống như là tự sợ hãi trước vậy. Hoặc là bạn với người này đã từng có những mâu thuẫn, và trong những cái cuộc cãi vã đó thì cảm xúc của họ, họ cảm nhận như vậy, nên là họ cảm thấy là mối quan hệ này họ thích, họ có tình cảm, nhưng mà họ cũng sợ là mối quan hệ này ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ.